quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vươn nhau tên người anh hùng đã chết. Hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở, sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết. Đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười. Ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất. Ngay trong phút hy sinh, bây giờ dưới gốc dương, chị nằm nghe biển hát. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời đội gia đình nữ ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Huỳnh Lập chia sẻ. Khi mà nghe bài này xong thì trong lòng của chú Lập bây giờ vẫn còn rất là bồi hồi. Nghe nó bi hùng lắm kìa. Và hai bạn còn rất là nhỏ. Chú nghĩ rằng là những người nhỏ sẽ không có hiểu một cách sâu sắc, nhưng mà hai bạn đã thể hiện đúng cái tinh thần của bài này. Và bên cạnh đó là hai bạn cũng thổi vào trong đó một cái trái tim vô cùng trong sáng. Khi mà chúng ta kể lại câu chuyện của chị Võ Thị Sáu, khi mà nhìn lên toàn là áo trắng, thấy được một cái sân khấu vô cùng thiêng liêng. Và có thể là trong cái lời nhạc, trong từng lời ca tiếng hát của các bạn, nó có cả hình ảnh ở trong đó nữa. Giống như là hai bạn đang dẫn dắt tất cả mọi người trở về với quá khứ và cùng nghe kể lại câu chuyện vô cùng thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa. Thì bây giờ chú vẫn còn bồi hồi. Bên trong chú nó vừa có một sự cứng rắn, vừa có một sự mềm mại. Nói chung là nó dung hòa rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc ở trong lòng của chú. Và đây là một cái bài hát rất là thành công của hai con. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Xin mời gia đình Vân Vũ. Chú Vũ có thể thấy là huấn luyện viên của con đã rất là tâm tư khi mà giao cho hai con một bài hát như thế này, rồi còn dàn dựng một cách nó rất là đẹp và trong sáng mà nó lại linh thiêng nữa.
đây là một cái tiết mục rất là đẹp, đẹp mắt và đẹp luôn cả lỗ tai. Tiến Dũng, phần duy nhất mà bị vấn đề là lúc mà con, khi mà con bước ra con hơi bị phân tâm. Và cái bài hát này cũng rất khó nữa, tại vì đổi tông tới mấy lần lận, và đổi tông mà không cho mình nghe trước được luôn, cho nên là con phải tự lên tông ở trong đầu của con. Cho nên lúc con vào nó còn hơi chệch choạng tí xíu, nhưng mà lại con lại rất thông minh và con bắt được liền. Cho nên là chú đánh giá rất cao con. Và lúc mà con lên cao á, con có một cái độ rền và độ sáng, và nó mãnh liệt và rất là tuyệt vời. Chú nghĩ là con là một trong những chiến binh mà có thể nói là lợi hại ở trong đội của cô Khả Như với chú Ngô Kiến Huy đó. Còn con gái thì con hát cũng rất là đẹp, rất là trong trẻo, nhưng mà con cần thêm một cái chút tự tin vô đó nữa. Chú cảm nhận là con vẫn còn bị rụt rè quá. Con với bạn Dũng, nếu như hai mà chia đều ra cái sự tự tin của nhau thì cái đó nó sẽ hoàn hảo. Con cảm ơn chú ạ. Có thì thấy rằng là cả Bích Ngọc với lại Tiến Dũng đều có chất giọng đẹp và hợp với bài hát này. À, chỉ có một chút cô xin chia sẻ cùng với lại cô Như với lại chú Huy á. Dạ. Với dạng bài hát như thế này nè, cách dàn dựng như thế này, theo Vân nghĩ rằng á, là thay vì mình để cho Tiến Dũng bước ra như vậy, trên sân khấu là một cái khung cảnh nó rất là thiêng liêng như thế, một cái sự bước ra nếu như chỉ cần nó có một chút gì đó chệch choạc, nó sẽ ngay lập tức làm cho người ta bị rơi mất cái cảm xúc đáng lý nó sẽ phải rất là tròn trịa. Thì mình cứ coi như đây là bối cảnh hai bạn học sinh tìm đến với ngôi mộ của chị Sáu, và các con không cần phải di chuyển gì hết, các con chỉ có đứng đó. Nếu như mà Dũng ở trên sân khấu từ đầu giống như Bích Ngọc thì Dũng sẽ giữ được cái sự điềm tĩnh nó tốt hơn để chuẩn bị vào cái câu hát đầu tiên của mình. Thì mình cái này, chỉ có một chút như vậy thôi. Thật ra cái này nó cũng hơi khó, đúng là cái đó. Tại vì cái quãng đầu của Ngọc hát nó cũng nhiều, cho nên đứng mà không khéo, mình không có cách bố trí thì nó sẽ bị đơ Dũng. Yeah. Nhưng sẽ là một kinh nghiệm nếu như Huy cho con đi ra sớm, để mà khi mà con trụ lại đàng hoàng thì bắt đầu vào câu hát của con. Tức là con phải vào trước để mình định thần lại, con bình tĩnh thì con hát. Thì nó cũng là một cái kinh nghiệm như thế. Cảm ơn đi con. Rồi. Cảm ơn cô. Xin mời gia đình Huy Như. Nói sao ta? Cô Như và chú Huy cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì con đã mang đến một tiết mục mà đối với cô nó rất là hoàn hảo và trọn vẹn. Ở như thế này, đó là khi mà giao bài cho tụi con á, tụi con thể hiện, cô thấy giống như là hai người hát, đứng một người đứng núi, người đứng biển hát gì đó. Nó không có sự hòa quyện với nhau, và điều đặc biệt đó là nó chưa có hồn. Nên khi mà tập từng buổi này qua buổi kia, cô thấy nó khác dần. Và cô cảm thấy giống như câu chuyện ở bên ngoài của hai bạn này là chuyên gia, là giành nhau là ai cao hơn ai, chứ không có tranh là hát hay hay hát dở gì, không quan tâm về chuyện mà hát đúng hát sai, trơn cứ là tranh tôi cao hơn bạn, bạn cao hơn tôi suốt ngày vậy thôi. Thì mà khi lên đây cô lại cảm thấy cái sự đồng điệu nó nhiều lắm, và cô quên mất là tụi con phải diễn xuất như thế nào để cho khán giả thấy là tụi con đang thể hiện bài hát. Tụi con không có làm điều đó, nhưng con lại kéo mọi người nghe cái lời con hát và quên mất tất cả mọi thứ, và cảm thấy nó đẹp mắt, nó đẹp tai giống như chú Vũ nói. Và cô nhìn thấy Bích Ngọc giống như một thiếu nữ vậy đó. Cái cảm giác của cô tự nhiên thấy dịu dàng bình thường mà men trời ơi luôn. Đúng mà cái hát rất là đàn ông luôn, nhưng mà khi mà con đứng ở đây cô cảm thấy con dịu dàng. Chắc vì bài hát đã ngấm vào người, chắc vì là con đã hiểu được bài hát và hiểu được người bạn kế bên, cả Dũng lịch lãm vô cùng. Cô cảm thấy rất thích. Và cảm ơn tụi con đã mang lại cho cô với chú Hì một cái niềm tự hào, niềm vui sướng khủng khiếp. Cảm ơn các con rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Chú Hì dạ. Có chia sẻ gì không? Dạ như trên thôi ạ. Dạ. Có điều là rất là cảm ơn tụi con ngày hôm nay, tuyệt vời. Lúc đầu là tụi em rất là sợ, bởi vì bài này chuyển 4 tông lần. Đúng rồi. Nên vì thế là rất sợ là các em sẽ chỉ một phút lơ là thôi là đi về nơi xa lắm. Tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú ạ. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều, rất là đáng yêu. Một lần nữa xin được chúc mừng Tiến Dũng và Bích Ngọc. No!
tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò anh thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò anh trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin lạc quan đời buồn chân em ghé trời. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót.
bao giờ đâu chẳng sẽ chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn em đi qua trên đôi hòn nay còn trẻ cành mai dùng con sông đầu mai gầy chim trong hót trăng qua đời. Xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông phía cách quan xa trường. Quân với quân lên đường hàng cờ theo trong dồn ngoài sân non cuối thôn vất vả ngầm ngùi bay. Sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vân lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê của tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương của thương tiếc nơi nhìn chung, người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đơn. Thank you.
những người mang mệnh biệt ly. Quá nhiều nó thần kia mang mong
chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Phía lân bang thức trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tan tác. Vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha bóng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng răng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi biết sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngóng thiết ghi dấu tỏ tương. Đoàn quân tiến công thành lo, cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo. Mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng, người yêu là nước mắt nhà tan. Thương thế an dương vương đưa con gái yêu cùng ra đi, hóa công về phương Nam áo lông ngóng do đường vẫn ghi. Mà rồi có đâu bước qua thù càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa. Tình ý còn đây, thân tháng trên dặm đường. Hỡi ơi, nam ái sầu thiên thu, máu đào mỹ châu, hoa tan sông bể xuống. Trong thủy mỹ châu, lời ái
lập địa. Lạc lòng quân cung bao con đi xa nơi biển cả. Để đất nước mãi rực rỡ, một gấm vóc mãi rực rỡ. Qua bao sân lao Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta. Ngàn lời dù trong bão xa, mà ngọt ngào sâu câu dân ca. Dù con mẹ dù con tiếng dù cả cuộc đời, dù con ý lời dù cất lên từ tận đời. Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con.